Chiều nay ngày 8 tháng 4, Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai đã trao bằng khen cho em Nguyễn Quốc Nhật Minh, học sinh lớp 11C2A, trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương Gia Lai, vừa đạt giải nhất vòng thi quý 2, cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, được phát trên VTV3, Đài truyền hình Việt Nam vào chiều ngày 7 tháng 4. Đây là việc làm ý nghĩa nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc em Nguyễn Quốc Nhật Minh đã đạt được. Tại vòng thi này, Nguyễn Quốc Nhật Minh đã chứng minh được bản lĩnh cùng trí tuệ của mình khi liên tiếp dẫn đầu ở các phần thi. Đặc biệt, nam sinh của tỉnh Gia Lai đã có màn tăng tốc và về đích ấn tượng với phần trả lời gần như chính xác và nhanh nhất các câu hỏi để mang về điểm số cách biệt 250, ghi tên mình vào vòng chung kết cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 trong niềm hạnh phúc vỡ òa và niềm tự hào của người thân, thầy cô cùng cổ động viên tỉnh nhà. Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen cho em Nguyễn Quốc Nhật Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi đường lên đỉnh Olympia.